Nhiều người xem trên kênh đã đặt chung ra một câu hỏi rằng vì sao Nhật Bản lại có nhiều ma đến vậy? Và đa số những đoạn phim tâm linh đến từ Nhật rất đáng sợ nhưng cũng rất đáng xem. Câu hỏi trên thì kênh cũng như bạn đang cần một câu trả lời thuyết phục nhất. Và biết rằng các bạn thích xem những trường hợp gặp ma đến từ Nhật nên kênh đã quyết định đặt phần phim ma sau đây vào video hôm nay. Đoạn phim kinh dị này đã được chia sẻ lên Internet khá lâu và cho đến hiện tại nó vẫn được lan truyền trên các nền tảng. Lúc bấy giờ, những người thợ bảo trì đường dẫn nước cho một khu chung cư đang kiểm tra và khắc phục sự cố. Và khi đó họ có ghi hình tình trạng của một ống nước để báo cáo. Bất ngờ, một sự cố đáng sợ khác lại xảy ra như thế này. Khi đó, cái tay nắm cửa giẫm vào phòng máy, đột ngột rung lắc dữ dội. Và không lâu sau đó là sự hiện ra của thứ ghê rợn này. Một hình dáng trắng như sáp đang áp sát vào kính của cánh cửa. Như thế, nó đang muốn cho họ thấy và biết rằng nó đang hiện hữu ở đây. Ngay khi định thần, người cầm máy quay đã nhanh chóng mở cửa ra kiểm tra, nhưng hình dáng xám ngắt kia đã biến mất. Những dấu chân và cả cái hướng mà dáng người trắng bệch kia di chuyển đã chứng minh nó đã biến mất một cách bí ẩn trong căn phòng đó. Không biết một trong số các bạn đã có ai từng được thử cảm giác mạnh bằng cách là chơi trò chơi ngôi nhà ma ám hay 18 tầng địa ngục chưa? Nếu đi rồi thì bạn có tin những nơi như thế luôn luôn có ma thật đang trực chờ các bạn không? Những trường hợp sau đây sẽ cho bạn một cái nhìn thực tế. Được biết, những sự kiện huyền bí không thể giải thích đã được các camera giám sát bên trong một khu trò chơi ngôi nhà ma ám ghi lại. Ban đầu người ta nghĩ rằng do những thiết kế bên trong đã cũ nên đã tạo ra những hiện tượng như thế. Nhưng sau khi được tu sửa kỹ lưỡng, những hiện tượng quái dị vẫn xảy ra. Lúc bấy giờ người ta mới bắt đầu để ý trên những thiết bị an ninh thì họ đã phát hiện ra những điều đáng sợ như thế này. So this happened. Door opens by itself. But you know what, maybe it just wasn't closed all the way. So our employee Dylan comes into the mid lobby and sees the door open, and he's like, I'm pretty sure I actually already closed this, but he closes it again, walks back up to the lobby to finish opening everything up, like turning everything on and stuff. I fast forward here because nothing really happens, but watch this. Door fully opens by itself again. Dylan, he's the only person in the building at this point, so he comes back and goes, what? he's scared because how did this door open by itself? He closes it and makes his way to the back to wait for someone else to show up because what the heck just happened? Okay, let's see if it does it again. So I'm watching this study game. There's guests in the other room. This is the second room, and the chandelier just starts going. There isn't like a breeze in there or anything. The AC's turned off.
I don't understand what the... I've seen this happen like twice now. But, oh no, 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 no. Absolutely not. No, I don't want to watch this game anymore. Những sự kiện bạn vừa xem có thể giải thích được, và như mình đã nói như trên, ban đầu người ta chỉ nghĩ đơn giản rằng những sự việc đó chỉ là những trục trặc do lỗi kỹ thuật, nhưng thực tế lại đáng sợ hơn rất nhiều. Một đêm khác, Shelley, một trong những nhân viên làm việc đêm ở đây, đã được chứng kiến trực tiếp những tình huống đáng sợ như thế này. Okay, so I'm watching the cameras and I think I just saw Haley go behind the green screen, so I think I'm gonna try to see if I can scare her first. What the fuck? Hello? Shelley nói rằng cô không phải là tiếp người sợ ma, nên những tình huống này ban đầu cô có hơi bị sốc, nhưng cô vẫn còn đủ can đảm để đi kiểm tra thực hư thế nào. Và càng kiểm tra, cô lại càng khó hiểu và không thể giải thích được chuyện gì đang xảy ra ở đây. Hello? Một đêm khác, Shelley đã bị sốc khi phát hiện ra một sự hiện ra của một thứ gì đó trên camera giám sát mà trước đây cô chưa bao giờ thấy. Bạn có thấy không? Trước khi cánh cửa cái lò nướng kia mở ra, đã có sự xuất hiện của một đốm sáng bí ẩn. Giống như đó là cánh tay của một đứa bé vừa mới tác động lên cánh cửa của cái lò nướng vậy. Sau khi có cơ duyên được trải qua những sự kiện đáng sợ như thế, Shelley nói riêng và những đồng nghiệp của cô nói chung đều cảm thấy khu trò chơi cảm giác mạnh này không còn dành riêng cho những trò đùa dọa ma, nhát quỷ của họ nữa. Bởi những gì đã xảy ra cho thấy ma quỷ thật sự đang ẩn hiện trong khu nhà ma này. Đoạn phim quái dị sau đây được cho là đã ghi lại một trường hợp quỷ nhập xảy ra với một người hàng xóm của người quay phim. Rất tiếc đoạn phim gây ớn lạnh này không có nhiều thông tin đi kèm. Kênh chỉ biết rằng đoạn phim được ghi lại tại Đức. Xem nha. Yeah.
Đoạn phim cho thấy những hành động quái dị của một người phụ nữ khi đó trên tay của bà ta đang cầm một cây thánh giá và liên tục làm những hành động kỳ lạ, còn miệng thì khạc nhỏ liên tục, giống như bà ta đang làm phép cho một thứ gì đó vậy. Một số người xem tin rằng người phụ nữ kia chính là một thành viên của một giáo hội thờ quỷ, và những hành động kỳ lạ kia của bà ta là một nghi thức triệu hồi. Một số khác thì cho rằng người phụ nữ là một người có tâm trí không bình thường, hoặc có thể bà ta đang bị ảo giác do những thứ thuốc gây ra. Còn bạn, bạn nghĩ sao về trường hợp này?